Tôi ta sẽ chân chỉ tìm mệt trái dựng bằng to mà mơ bì cả bắt đo nợ bắn sẵn nợ ở chân trái xâm rạp chôn bò tê ấn tàu bảo vệ nợ khăn bà tê Campuchia. Nếu đam sẽ nấy cài văn thó nẹ nông bìa ạ kẹ đi dụ cả than ấn tàu bảo vệ bàn thay lãnh thá cả bắt đo bắn sẵn nợ ở chân trái xâm rạp chôn bò tê ấn tàu bảo vệ đam bây xâm rũ đo chôn ấn tàu bảo vệ tàng nụ nợ khăn ca tự tụ bàn xê và rộng bò rọt nề nề. Vẻ bọn tình năng ca xâm rũ đo ca tự tụ bàn xê và rọt tam rồi dạ ca bắt đo bàn sẵn nợ ở chân trái xâm rạp chôn bò tê ấn tàu bảo vệ. Nếu đam sẽ nấy cài văn thó ạ kẹ đi dụ rộng nâng chi nẹ nông bìa ạ kẹ đi dụ cả than ấn tàu bảo vệ bàn lại đăng thá. Đại sao cơ sụng hợp tay sẵn kết khuyên thà, nơi miên cơ sụng sử thả bán, rồi tạo bà thân nạ, cơ ông chết nâng vị xây ai kết chôn mùi chùm nuôn, bùm toán chủ trị riêng nâng tự tù sqo đầm lấy kinh nông ca pra bán sẵn nơi ạ chân trai nửa lời. Nếu đông sẽ nấy cao văn thón, bà mặt to thà nực kinh nông này nít, à kẹt nhu cơ thà ấn tàu bảo vệ, cứ miên cô đau thua giảng ná, áo phị kì bẹp bọn ai bắt đo xe và chia đầm rời ca, rồi bỏ chôn bò rời tê ấn tàu bảo vệ, áo tự tù bán tự tam ca sẵn sông rồi bỏ phụ kì. ថ្មីថ្មីនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតលេខ21816នេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងបាទបន្ទាប់ពីចេញក្រសួងមហាផ្ទៃចេញលិខិតនេះយើងឃើញថាមានការភាន់ច្រឡំទៅបកស្រាយទៅជាការរឿងផ្សេងកន្លងមកក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតលេខ01ដល់5ម្ដងរួចហើយតែមានស្ថាប័នវិស័យឯកជនមួយចំនួនលោកអត់ទាន់យល់ជ្រាបពីតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់នៃប័ណ្ណស្នាក់នៅចន្ទ្រៃនឹងអញ្ចឹងហើយបានសូមអបតីចេញលិខិតនេះក្រោយនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់អំពីតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណស្នាក់នៅចន្ទ្រៃដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងវិស័យឯកជនមួយចំនួនឲ្យគាត់យល់អំពីតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណនេះបាទឧទាហរណ៍ប័ណ្ណនេះគាត់ត្រូវយកទៅចុះបញ្ជីយានយន្តគាត់ត្រូវយកទៅសុំបានបើកបោហើយគាត់ទៅបើកលេខគណនីរបស់ធនាគារហើយគាត់ត្រូវចុះឈ្មោះចូលរៀនកូនក្មេងកុមារត្រូវចុះឈ្មោះចូលរៀនគេអត់ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងហើយបានក្រសួងមហាផ្ទៃចេញលិខិតនេះបន្ថែមដើម្បីឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងវិស័យឯកជនឲ្យយល់អំពីតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងមិនមែនថាលិខិតនេះចេញនឹងយើងទៅបញ្ចេញបានសាក់នៅចន្ទ្រៃទេយើងចេញតាំងពីឆ្នាំ2005ម្លេះបើគ្រាន់ថាពីមុនជាប្រភេទกระดาษហើយឥឡូវជាកាតរឹង Nếu đam sẽ nấy cao văn thón, ác ăn thà cao bắt đó, bắn sẵn nợ ở chân trái chôn bò rợt tế ấn tàu bảo vệ ní miên sụp bồn lập hiếp bì chân nám. Đại bắn ní mần mèn miên tài nơi Campuchia bằng nó tế, sụ bây tài bảo tế sẵn hạ bồ rây nâng ám rách có miên bảo bọn cực rộng chôn bò rợt tế ấn tàu bảo vệ chia tùm rung bảo vệ bắn bảo vệ ní đôi khí nỉ. Đôi khi em bảo chạy thẳng đám chăng, bảo tế na có miên này, tế na có miên chôn bò tế ấn tàu bảo vệ này, và chăng đồng bây cực rộng chăng cứ trở tài dương phải cho một con ở trong tâm đấy hay tranh bàn đi nằm bay ở con prapra hay dựng ở nhà thơ nghỉ xuống cả cục rồi thế sinh hạ bởi có cái phở chung mua bàn xạ nơi ở chân trái này cái phở biệt phở nên resident card và hay nơi bà tê hàm đấy cái phở biệt green card chẳng bà tê hà có miền này bàn xạ nơi chân trái này sự phô lập hiếp bọc bàn xạ nơi chân trái này cứ miền dạ bê tại pi chân năm tê hay ai bản to pi chân năm bà đồng nơi bê đẻ phô lập hiếp trơ tại bản to và hãy thử bóng à có một phây pram mơn riêng. Kết một tuần bên này, cơ xung hợp tây bàm bà đọc bàn sẵn nợ ở chân trái xâm rạp chút bò đợt tây ấn tàu bảo vệ chùm nôn chiếng bà mùi mơn bàn khả nông chùm nào chút bò đợt tây ấn tàu bảo vệ chùm nôn chết bà mùi mơn bàn xâm tốt khả nông chùm nào chút bò đợt tây ấn tàu bảo vệ chùm nôn chết bà mùi mơn nè đại tờ tùa xóa ca bà các bì cơ xung hợp tây ca bà đọc bàn sẵn nợ ở chân trái đó chút bò đợt tây ấn tàu bảo vệ xâm rạp bà bòm ra chi vô phiếp rạm tháng ngày đồ chía ca sẵn sông xe và rọt tạp bá xe và xa thê đợt nạ xe và xo cập hiếp xe và thần ý kia ca tinh lụa cho là nạ vật thô ạ cho là nạ vật thô ca thơ ở chi vô cám ca sẵn sông thơ ca nghe tàm rông chạ xa hạ kia nâng xa cam và phiếp môi chùm nuôn đại chấp bắp ạ nền nhát xâm rạp chút bò đợt tây.